Hello mọi người, thì ngày hôm nay Apep sẽ làm clip đi mua mì cay cho mọi người nhé. Tại vì cũng lâu lắm rồi chưa ăn mì cay mọi người. Ngày hôm nay là ngày chủ nhật, Apep qua nhà Ian thì cũng thấy Ian ở nhà mọi người. Tại vì Ian không biết đi đâu mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi mua mì cay thôi mọi người. Đây. Đây. Dạ anh, mì cay hả? Đây mọi người. Mì cay đây thì ăn thịt cũng rất là ngon nha mọi người. Đây. Này. Thơm này. Mà thì nhắm lên đấy, nhắm cái này. Đây cho mọi người, thì ngày hôm nay Apep mua mì cay nha mọi người. Mì cay với ăn với thịt này mọi người nhé. Cũng lâu lắm rồi chưa ăn mì cay mọi người. Hôm nay Apep đi nhà Ian thì cũng thấy Ian mọi người nhá. Mình cũng thích đi quay video cũng thấy Ian mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm clip ăn mì cay thôi. Cũng lâu lắm rồi chưa ăn mì cay mọi người. Dạ, có cao mà mình. Hello mọi người. Ngày hôm nay Apep sẽ làm clip ăn mì cay mọi người. Cũng lâu lắm rồi chưa ăn mì cay nha mọi người nhé. Ngày hôm nay là ngày chủ nhật, Apep sẽ làm clip ăn mì cay thôi. Hôm nay á, Apep qua nhà Ian thì cũng thấy Ian ở nhà mọi người. Nghe bố mẹ Ian nói là đi đám cưới mọi người nhé. Hôm nay Apep mua được mì cay với nước ngọt thôi. Ăn mì cay thôi mọi người, cũng lâu lắm rồi chưa ăn mì cay mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi đốt lửa thôi, đi. Tại vì mình vừa quay vừa đốt lửa cũng rất là khó. Ngày hôm nay ngày chủ nhật thì không thấy Ian ở nhà mọi người. Ian đi đám cưới rồi.
Hello mọi người, ngày hôm nay Ipep nấu mì cay thì cùng chín hết rồi mọi người nhá. Ra hết mồ hôi mọi người, ý là ra hết mồ hôi, ra hết nước mắt luôn. Tại vì ở chỗ trong nhà bếp thì cũng rất là nóng mọi người. Ngày hôm nay khoảng 1 giờ 2 giờ thì cũng rất là nóng mọi người nhá. Mì cay của Ipep ngày hôm nay thì nấu cũng chín rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị ăn thôi mọi người nhá. Đây. Đó, đây. Mì cay đây đó, thấy chưa? Quá là ngon luôn. Thôi, giờ mình đi thôi. Hello mọi người, ngày hôm nay Ipep đã nấu mì cay thì cũng chín được mọi người. Ngày hôm nay là ngày chủ nhật nha mọi người. Tại vì Ipep làm clip ăn mì cay thôi, cũng lâu lắm rồi chưa ăn mì cay mọi người. Hôm nay cũng thiếu Ian, tại vì Ipep qua nhà Ian thì cũng thấy Ian ở nhà nha mọi người nhé. Hôm nay Ipep sẽ làm clip ăn mì cay thôi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị ăn thôi mọi người nhé. Ăn đây, mì cay đây mọi người đó. Thấy chưa, đây. Đây. Quá là ngon mọi người nhé. Cũng lâu lắm rồi chưa ăn mì cay. Tại vì mình nấu thì vừa quay vừa nấu thì cũng rất là khó. Ở chỗ nhà bếp thì cũng rất là nóng nóng nha mọi người nhé. Thôi, bây giờ mình sẽ ăn thôi. Đây. Chín mùi. Mày cái nhà ăn mày cay cũng ít bếp mùi nhá. Quá ngon mùi nhá. Đây là món thịt heo. Mình mua thêm ít bỏ vô cho mới ngon mùi. Ngon mà lâu lắm rồi chưa ăn mì cay thì ăn cũng rất là ngon đấy mọi người. Tại Ipep cùng qua nhà Ian thì cùng tính đi câu cá mọi người, tại vì Ipep thấy ở hồ cá bên kia thì cũng rất là to, cũng chuẩn bị đi câu cá nhưng mà cũng thấy Ian ở nhà nhé. Hôm nay thì mình chỉ làm clip ăn mì cay thôi. Mời cả nhà uống nước ngọt nhé. Ăn mì cay cùng một mình cũng hơi buồn nhé. Lờ thì mình ăn một lần thôi, mình ăn suốt thì nói chung thì không bao giờ ngon. Mình ăn chỉ lờ thì một lần thôi. Mình có tiền thì mua, không có tiền thì thôi mọi người nhá. Đây là mình có được tiền ít đi làm thuê cái đó mọi người. Mua được mì cay thôi. Ipep đi làm thuê thì cũng tính mua thịt heo, tại vì mình mua sim mọi người. Tại vì tháng trước sim của Ipep được 1 tháng 50k, nạp tiền 1 tháng 50k, bữa này thì cũng bị cắt hết rồi. Mình phải mua lại sim khác mọi người nhé. Đó. Nếu mà có tiền thì mình phải mua thịt heo mới được nướng. Nếu mà mình nướng thì cũng thiếu ăn thì cũng hơi buồn nha mọi người. Vừa ngon vừa cay luôn.
IPEP á mọi người, thì ngày chủ nhật hôm nay thì mình phải đi quay video. Thứ hai, thứ ba gì đó thì mình phải có công việc thì mình phải đi làm. Nếu mà mình có việc thuê thì mình đi làm thuê, nếu mà cũng có việc thuê thì mình phải làm việc nhà nha mọi người. Tại vì suốt ngày đi làm á, bữa nay thì y ăn cũng ít ra video, tại vì nhiều công việc các mọi người. Chủ nhật thì mình mới gặp nhau thôi, tại vì chủ nhật ngày hôm nay thì cũng thấy y ăn nha mọi người. Khi bếp vào nhà y ăn thì cũng thấy. Và cay nóng như này thì ăn mì cay thì quá là cay luôn. Ăn cay thì nhân ra nước mắt đó mọi người. Cay quá mọi người ơi. Thôi mọi người, thì bây giờ IPEP sẽ dừng clip tại đây. Đây là video IPEP chia sẻ về ăn mì cay thôi. Thì lâu lâu thì ăn một lần mọi người, tại vì mình làm clip ăn mì cay cũng rất là nhiều rồi. Tại vì chủ nhật hôm nay mình cũng tính đi câu cá, nhưng mà thấy y ăn đấy mọi người, cũng thấy y ăn thì mình cũng đi câu cá được. Ý là mình làm clip đi câu cá một mình thì cũng được nha mọi người, ý là mình vừa quay vừa câu thì cũng được. Tại vì cũng thấy y ăn thì mình phải làm clip ăn mì cay thôi, lâu lâu thì ăn một lần thôi. Tại vì mình làm suốt làm ăn bị cay thì cũng hơi chán mọi người nhé. Thôi bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu mọi người cũng thấy video hữu ích, nhớ đăng ký kênh để IPEP và Ian có lực ra video sau hết mọi người nha. Bye bye.